và vỗ tay cho Không Thể Cùng Nhau Xuất Kiếp với version trường đại học FPT. Xuống vùng cầu xin.
À, tối nay chỉ nói một ít nữa thôi. À, thật ra là hai em hát rất hay. Tất nhiên khi mà em đi thi ấy, thì em lúc nào em cũng sẽ không hát hay bằng bình thường. Chị hiểu cái điều đấy. Nhưng mà sau ngày hôm nay thì cố gắng sẽ phải rèn luyện nhiều hơn. Những cái kỹ thuật mà anh Trung Ngân nhắc em cũng sẽ phải rèn luyện nhiều hơn. Ăn uống bồi bổ cho nó ok hơn. Hai giọng hát của em, bọn em á, cũng không thua kém gì những ca sĩ chuyên nghiệp cả đâu. Nhưng mà chỉ cần cố gắng trau dồi mọi thứ. Tầm bằng tuổi bọn em thì chị cũng không nhìn được như hai em đâu. Cho nên là cố gắng và cố gắng trở thành đồng nghiệp của chị Hòa Minzy nha. Cảm ơn hai em rất là nhiều. Wow, may thế nhỉ. Tự dưng lại có hai cháu ở phương xa đến thăm, lên hát cùng bà. Hai cháu đi về rồi thì bà lại được dịp tung nóc. Mọi người biết sao không? Sau cái thời gian mà Hòa ra MV Không Thể Cùng Nhau Xuất Kiếp, thì trong MV đó thì Hòa có đóng và diễn truyền đạt lại cái hình tượng của Nam Phương Hoàng Hậu. Bởi vì vậy sau MV thì những hành động của Hòa thì Hòa đều rất là để ý. Nên mình rất là sợ là sẽ có thể là nó bị lố quá, hoặc là nó sẽ không được tốt đẹp so với những gì mà MV mình đã làm ra. Nhưng mà đến bây giờ thì ra MV cũng đã được 2-3 tháng rồi. Thì Hòa nghĩ là cũng đã đến lúc mà mình cũng phải quay trở lại một tí với Hòa Minzy mà mọi người từng biết. Thì ngày hôm nay đến với Cần Thơ cũng như mọi lần